Xin chào các bạn. Hôm nay mình thử một món gọi là gà nướng muối ớt ăn kèm với xôi giò. Nhưng mà xôi giò hôm nay mình làm thử lần đầu tiên. Nó không gà giống như xôi giò nhưng mà cũng còn ăn được. Để lần sau mình làm thử lại. Nếu có ai có cái cách làm xôi giò xin chỉ mình nha. Tại vì mình làm lần đầu tiên á, nó không có gà, cái hột nếp nó không có gời, nó dính lại á. Có ai mà biết làm thì xin chỉ mình nha. Để mình ăn coi thử cái món này nó ra sao lần đầu tiên mình làm luôn á. Đây là nước chấm mình làm bằng sả. Ok, bây giờ mình xin mời các bạn nha, ăn thử gà nha, thơm quá chừng luôn. Wow, ăn thử nha các bạn. Vừa ăn quá không, vừa ăn thơm. Ăn chung với nước chấm sả ngon như sợ luôn. Thơm quá. Ăn cái xôi của mình đây. Xôi này không phải xôi giò rồi. Nhưng mà cũng còn ăn được. Có thất bại mới có thành công ha. Nè. Cũng ăn được, cũng ngon. Xôi nó hơi nhão. Cũng ngon. Tự làm thì khen luôn. Nhạc bắp. Wow, ngon quá. Wow, thịt kia nè. Bạn coi nè. Quá chừng ngon luôn. Wow. Thịt còn ngọt. Không có khô. Vừa ăn. Chấm miếng sả. Miếng xôi. Món này mình lúc nào mình ăn cũng được. Hôm nay là gần này là buổi sáng. Cái này là mình ăn sáng nè. Ăn sáng là no tới chiều luôn rồi. Ăn cái đùi thì no tới chiều luôn. Thịt gà thì còn ngon. Thịt nó mềm, nó không có dai, nó mềm mà không có khô. Thơm. Thơm, vừa cay vừa thơm. Tại vì mình ủng muối xả, muối muối ớt á. Vừa với tỏi. Nướng nó thiệt là ngon luôn. Vừa chín tới. Vừa nóng, vừa thổi vừa ăn. Ngon không? Có ai biết làm xôi này chỉ mình nha. Lần đầu tiên mình làm á, nó không có ra giống như xôi giò. Nhão à. Xôi giò là phải gời hột phải không các bạn? Cái hột nó không dính nhau phải không? Xôi của mình sao nó nhão quá à. Ngon không? Xin chào. Ăn miếng da thử đi, giòn không? Cái da giòn lượm luôn. Béo. Quá đã luôn. Ngon quá.
này á mình không có bỏ ớt nhiều, nó không có cay nhiều, tại mình ăn cay dở lắm. Mà nó ra thiệt là vừa ăn luôn. Gà nướng muối ớt. Các bạn thử nha. Món này với xôi ngon á. Muối gà, muối hôm qua đêm mà sáng mà nướng. Gà thiệt là ngon. Còn sả này mình làm á, sả bằm á các bạn, nước chấm này nè, sả bằm xong rồi mình bỏ miếng muối miếng đường vô, miếng dầu vô, mình tao nó vậy là thôi, vậy là mình lấy ra mình chấm thôi, thơm ngon lắm. Ngon quá. Bẻ cái đuôi nó ra. Đã không? Cái đuôi đã không? Ngon dễ sợ luôn. Cái da gần gụm luôn à. Thật là mềm. Thật mềm. Nó không khôn. Ngon quá. Đó, ngon chưa? Coi nè. Thịt dễ sao ngon luôn. Cái này mình nướng khoảng 1 tiếng đồng hồ mà lấy ra, tại vì lửa là mình nướng làm 400 độ F đó các bạn, nướng 1 tiếng đồng hồ là lấy ra nó thịt nó như vậy nè. Ngon vậy đó. Nó mới khôn, nướng lâu nó khôn nha. Nướng 1 tiếng đồng hồ thôi. Mà tùy theo cái độ dày của thịt nữa các bạn coi, nếu mà dày quá phải nướng lâu tí xíu. Các bạn phải canh thử coi còn nó có chín chưa, nhằm khi mình lấy ra sớm á nó còn máu á, tùy theo cái thịt nó dày hay là nó mỏng nha. Của mình là mình nướng 1 tiếng đồng hồ vừa vừa ăn luôn. Ngon quá. Ok, mình quay tới đây thôi nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã coi cái video của mình nha. Nếu mà ai có muốn ăn cái món này thì thử làm đi nha, ngon lắm á. Ok, cảm ơn các bạn. Bye bye.